Thưa quý vị, tiếp tục thông tin liên quan đến vụ việc bé trai Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, ngụ tại xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Như vậy là xuyên đêm qua cho đến sáng nay ngày 2 tháng 1, thì các lực lượng cứu hộ đã dùng giàn khoan cọc nhồi để làm loãng địa chất xung quanh trụ bê tông nơi bé Thái Lý Hạo Nam rơi xuống. Tuy nhiên, việc cứu nạn chưa thực hiện thành công. Cho đến rạng sáng nay ngày 2 tháng 1, ông Huỳnh Văn Nờ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình, Đồng Tháp cho biết, các lực lượng cứu hộ đã tạm dừng tìm kiếm một vài giờ để chờ thêm các phương tiện, kỹ thuật khác đang được huy động đến để thực hiện công tác giải cứu. Sau khi có thêm thiết bị hỗ trợ, đến 9 giờ sáng nay, ngày 2 tháng 1, các lực lượng chức năng lại tiếp tục tích cực triển khai công tác giải cứu bé Thái Lý Hạo Nam. Sáng nay, hiện trường khu vực đang bị phong tỏa, chỉ có lực lượng cứu nạn cứu hộ ở bên trong khu vực cháu bé bị nạn tiếp tục việc giải cứu cháu bé. Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ. Trước đó, vào chiều tối 1 tháng 1, giàn khoan cọc nhồi bê tông được chuyển đến hiện trường xảy ra tai nạn. Theo ông Lê Hoàng Bảo, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, dùng giàn khoan cọc nhồi để làm loãng địa chất, sau đó dùng xe cẩu tải trọng 50 tấn nhồi cọc bê tông là phương án có thể thực hiện được để đưa nạn nhân lên mặt đất. Tuy nhiên, trong quá trình khoan cọc nhồi khiến trụ bê tông bị lệch nhẹ. Nguyên nhân tình trạng này được cho là áp lực lớn từ hệ thống khoan cọc nhồi khiến trụ bê tông xây cầu bị dịch chuyển. Ngay lập tức, việc cứu nạn tạm ngừng lại. Sau khi được bổ sung thêm phương tiện, kỹ thuật hỗ trợ tìm kiếm, phương án sẽ vẫn sử dụng máy lớn nhưng có thêm phần cọc bao đưa xuống để đảm bảo không đổ ngã. Phương án này hy vọng sẽ nhanh chóng giải cứu được bé trai. Cũng trong sáng nay, lực lượng cứu hộ vẫn chuyển oxy và chuyển nước xuống nhưng chưa thấy nạn nhân dùng đến nước. Các lực lượng vẫn tiếp tục tăng cường bình oxy để xử lý khi cháu bé được đưa lên. Xe cứu thương cũng được đưa đến hiện trường. Thưa quý vị, đã gần 48 giờ đồng hồ nhưng cháu bé 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét. Và đến giờ phút này thì mọi người đều cầu mong một phép màu đến với cháu bé. Như chúng tôi đã đưa tin thì vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2022 thì có một nhóm trẻ em độ tuổi từ 11 đến 12 tuổi lẻn vào công trường và được bảo vệ phát hiện đuổi ra khỏi công trường. Tuy nhiên đến khoảng 11 giờ 50 phút công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào. Và lúc đó thì có một cháu bé khoảng 11 tuổi đã rơi lọt vào trong lòng một cọc ống D500 tại mố MA, cọc C1MA có đường kính ngoài cọc là 500mm và đường kính trong cọc là 250mm. Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Ngay sau khi nhận được thông tin thì Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông, địa phương và các đơn vị cứu hộ đã đến hiện trường dùng các biện pháp bơm oxy tạo dưỡng khí cho bé và triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Kính thưa quý vị, năm 2022, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã đấu tranh thành công gần 24.000 vụ, thu giữ 742 kg heroin, gần 1,86 tấn và 3,7 triệu viên ma túy tổng hợp. Lực lượng công an đã bắt giữ hơn 36.000 đối tượng phạm tội về ma túy, xử lý hình sự hơn 800 đối tượng. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, thực hiện cao điểm phòng chống ma túy dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, công an các địa phương trong toàn quốc tập trung bóc gỡ những đường dây ổ nhóm và làm rõ những đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đồng thời phải tăng cường công tác phòng kiểm tra, kiểm soát tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện như quán bar, vũ trường, karaoke, resort, chung cư cao cấp. Nếu phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy sẽ yêu cầu công an các địa phương kiến nghị rút giấy phép, đóng cửa hoạt động của cơ sở đó. Công an huyện Lạc Sơn Hòa Bình vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trần Ngọc Tuấn, nguyên hạt phó hạt kiểm lâm huyện Lạc Sơn về tội nhận hối lộ. Trong vụ án này, hai đối tượng khác có liên quan cũng bị khởi tố về tội đưa hối lộ và môi giới hối lộ. Theo điều tra ban đầu, Trần Ngọc Tuấn đã đồng ý cho một đối tượng khai thác gỗ lim có nguồn gốc tự nhiên thuộc tài sản công do nhà nước bảo vệ và yêu cầu đối tượng này chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản của vợ Tuấn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạc Sơn đã trưng cầu giám định tại Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam kết luận 22 cây gỗ bị các đối tượng thông đồng đốn hạ khai thác là loài lim xanh có tổng khối lượng là hơn 28 mét khối. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ cháy nhà làm 5 người tử vong ở huyện Chiêm Hóa là do mâu thuẫn gia đình. Người chồng đã đốt nhà khiến vợ và ba con thiệt mạng. Sau đó đã nhảy từ tầng 2 xuống sân trước cửa nhà để tự tử và tử vong tại chỗ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ vụ việc. Vụ việc đau lòng khiến 5 người trong một gia đình tử vong xảy ra vào đúng ngày Tết Dương lịch, khiến dư luận địa phương bàng hoàng. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 1 năm 2023, tại khu vực thôn 3, xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đã xảy ra sạt lở đất xuống dòng sông Nhuệ, đe dọa nhiều hộ dân sinh sống quanh khu sạt lở. Theo đánh giá ban đầu, khu vực sạt lở ảnh hưởng đến 8 hộ dân với khoảng 20 nhân khẩu. Tuy có thiệt hại về tài sản của người dân nhưng rất may không có thiệt hại về người. Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo thành phố Phủ Lý đã khẩn trương xuống hiện trường, chỉ đạo chính quyền xã Phù Vân cùng các cơ quan, phòng ban chức năng triển khai nhanh các giải pháp cấp bách. Thành phố sẽ chỉ đạo đối với các phòng ban chức năng của thành phố đánh giá và trên cơ sở đó phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để đánh giá toàn bộ cái khu vực này để làm sao cảnh báo cũng như là các phương án xử lý lâu dài đối với các hộ dân ở khu vực thôn 3 của xã Phù Vân. Thành phố Phủ Lý đã quyết định hỗ trợ kịp thời mỗi hộ dân 3 tháng tiền thuê nhà, đồng thời hỗ trợ kinh phí để các hộ dân di chuyển đồ đạc càng nhanh càng tốt, di chuyển toàn bộ tài sản, con người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với mục tiêu đảm bảo tính mạng, sức khỏe con người là trên hết, thành phố tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá toàn bộ khu vực này để cảnh báo cũng như có phương án xử lý lâu dài với các hộ dân, huy động các lực lượng dân quân tự vệ, đoàn thanh niên trong chiều ngày 1 tháng 1. Hỗ trợ các hộ dân di chuyển toàn bộ tài sản trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến khu vực an toàn, sớm ổn định cuộc sống. Lái xe tham gia giao thông sau khi sử dụng bia rượu là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng, nhất là vào dịp cuối năm, thời điểm thường tổ chức tiệc cưới, tất niên, liên hoan, họp mặt. Để trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thủ đô được đảm bảo, tai nạn giao thông được hạn chế, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường lực lượng, bố trí các chốt kiểm soát nồng độ cồn tại các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Nhân dịp cuối năm, người đàn ông này tranh thủ để tham gia buổi họp lớp. Dù biết rõ quy định cũng như biết rằng lái xe khi uống rượu bia rất nguy hiểm, thế nhưng người đàn ông này vẫn bất chấp để vi phạm vì cho rằng đây là dịp mà cả năm mới có một vài lần. Mình uống có thể là sẽ cứ gần mà mình không đi được, như thế là không được. Mình vẫn phải kiểm chứng với bản thân mình bởi vì cái an toàn của bản thân mình là quan trọng nhất. Các em với nhau, đi chơi với nhau thì sẽ hiểu nhau. Nhà xa, nhà gần thì anh em có thể uống ít, uống nhiều, tùy. Nhưng mà nếu mà anh em đã vui vẻ với nhau thì không nên bắt ép nhau. Hôm nay có vài người bạn người ta đến lâu lâu gặp cùng uống chai bia. Đi như thế nếu mà không uống rượu bia thì sẽ rất là nguy hiểm đúng không ạ? Chú biết rồi, nhưng mà chú cũng vừa còn nhận được đồ với chạy cảnh xe ôm ấy, chú đi chạy đây tí ngày Tết. Suy cho cùng là khi mà họ tỉnh táo thì họ lại vẫn biết là đấy là cái việc mà mình đã làm là sai. Theo tôi thấy là cái đấy lên là tuyên truyền nhiều hơn về các cái về vấn đề về sử dụng rượu bia. Để do giảm thiểu được tất cả các cái tai nạn giao thông. Không chỉ ban ngày, vào các buổi tối, các tổ 141 cũng tập trung xử lý nồng độ cồn. Trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đa số các vi phạm là lái xe ô tô. Đáng nói, vì biết có nhiều chốt trực nên một số lái xe đã lẩn tránh đi cung đường khác. Do đó, các chốt cơ động được bố trí linh hoạt, không theo khung giờ cố định. Qua thời gian tăng cường kiểm tra thì các cái trường hợp vi phạm là tương đối nhiều, và đặc biệt là những dịp cuối năm này thì thường diễn ra các cái liên hoan tổng kết của các cơ quan đoàn thể rồi cơ quan công ty. Chính vì vậy mà chúng tôi cần phải tập trung để kiểm tra sát sao để phòng ngừa những vấn đề xảy ra, đảm bảo mọi người đi lại an toàn. Vào dịp cuối năm diễn ra nhiều hoạt động tổng kết, liên hoan, nên tình trạng vi phạm nồng độ cồn có chiều hướng gia tăng. Chỉ tính từ đầu tháng 12 năm 2022 đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ nhiều phương tiện. Tết đang đến gần, đằng sau mỗi chén rượu, cốc bia sẽ là những ẩn họa khôn lường nếu lái xe vẫn vô tư cầm lái.